Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nè. Nào là chục sới nè, hộp số nè, cánh quạt, bu ly nè, em gửi cho anh em nè. Bu ly tăng tốc nè anh em. Đây hàng dễ vỡ, em có dán hàng dễ vỡ cho anh em, bu ly tăng tốc. Bu ly tăng tốc cho máy gặt DC, lốp số, ép phe đầy đủ nha anh em. Em chuyển hàng tất cả các tỉnh cho anh em luôn. Từ Bắc vào Nam đầy đủ hết trơn nha anh em nha. Đây giao sới, lốp số đầy đủ cho anh em luôn. Lốp số là em hán dán hàng dễ vỡ cho anh em đầy đủ. Trục sới dài cho anh em về Đắk Lắk luôn nè. Trục sới ngắn cho anh em về Tiền Giang luôn nè. Trục sới ngắn, trục sới dài em có đầy đủ cho anh em luôn. Em chuyển tất cả mặt hàng cho anh em hôm nay rất nhiều. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Đây, có những anh em mà ở An Giang gửi những món đồ nhỏ nhỏ, em cũng nhận được luôn nha. Đây, đi về là trục sới ngắn nè. Trục sới ngắn anh em thôi. Anh em cứ chuẩn bị đón giùm em. Về tình hình dịch bệnh nha anh em, thông báo cho anh em tình hình dịch bệnh, đồ đi hay rất chậm nha anh em, đồ đi rất chậm. Anh em cố gắng giữ điện thoại thường xuyên để anh em bưu tá người ta gọi cho kịp giao hàng, để tránh tình trạng mà hàng của mình gọi không được cái rồi anh em giữ lại bưu cục nó dễ bị lộ lắm nghe anh em. Đây của anh Hậu ở Châu Đốc đây, anh Hậu ở Châu Đốc, anh Hậu mới gọi điện cho em. Anh Hậu yên tâm nha, em chuyển đồ cho anh Hậu nha. Lốc số mới gặt của những anh em đây. Có những anh em mà đóng gói mặt hàng cho em mà gửi làm ơn ghi giùm em cái địa chỉ và tên và số điện thoại cụ thể vô trong cái mặt hàng luôn giúp em đi, để tránh tình trạng mà anh em bu cục đóng gói rồi nó thất lạc cái địa chỉ nha anh em, rất cực khổ. Cái ông anh mà em đã tìm được, ông anh có hai cái bánh đè là để em đã tìm được nha. Anh khách đó đã gọi điện cho em rồi. Cảm ơn anh em gần xa đã chia sẻ giúp em để tìm được cái khách hàng nha. Đây như ông khách này đây. Nên ghi là tên của mình, đừng ghi tên của vợ nha anh em. Anh em ghi tên của vợ rồi vợ gọi điện cho vợ không được luôn nha anh em. Anh em nên ghi tên của anh em và địa chỉ điện thoại của anh em luôn nha. Đừng nên ghi tên của vợ nha anh em. Có vợ thì nhắc vợ là nên giữ máy điện thoại thường xuyên để em gọi lại sau khi em làm đồ xong. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em.